Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập nhiệm kỳ 2019-2024 được diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tân Lập đang quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Tân Lập lần thứ 8, Đại hội Đảng các cấp. Đại hội là ngày hội lớn của thanh niên. Với chủ đề của đại hội là phát huy truyền thống quê hương cách mạng, thanh niên phường Tân Lập đoàn kết, xung kích tình nguyện, nâng cao chất lượng tổ chức hội, đoàn kết tập hợp thanh niên, chung tay xây dựng đô thị văn minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2014-2019. Trên cơ sở đó quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Tân Lập nhiệm kỳ 2019-2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 5.